hai của anh. Dạ. Có đọc lên không? Có. Hôm nay thử thách của Maro là chào bạn. Thử thách hôm nay của bạn là trong thời gian game, phần từ khóa và phần chơi game, bạn phải tìm cơ hội lâu dày buộc dày của chấm chấm, là có nghĩa là cái chấm 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 là tên của một bạn trong chương trình. Nhưng mà bây giờ Maro chưa biết, nếu bạn không thực hiện được nhiệm vụ này, hình phạt của bạn sẽ phải mua đồ ăn cho những khách mời còn lại vào đợt ghi hình. Trời ơi, nữa nè mọi người ơi. Trời ơi, chọn chúng cái người mình thích đi để mình còn hả chọc ghẹo nó được. Ok, tiếp tục theo lần. Ủa, mọi người ơi, ba lần có thăm búp tên mình luôn, đó nghĩa là bản thân mình không cho mình chơi ai vậy. Bóp xong có cần đưa lên không? Làm nhiệm vụ làm gì không? Vậy là đúng rồi, nhưng mà nãy cô giáo, nãy giờ cô giáo diễn tả là cô giáo đang nói về cô giáo chứ không phải nói về em. Chứ em đúng không cô? Con hiểu cô quá luôn. Mấy anh máy quay cắt giùm em phút này. Rồi. Em ơi, cho anh hỏi là đào hoa ở đây là em sợ yêu một người có cái tính đào hoa, hay là chính cái bản thân em là một người đang rất được nhiều người thích? Vậy anh Mario cho em hỏi là anh nghĩ như thế nào khi anh có một người yêu là người đào hoa? Hơi khó ha, hơi khó. Đào hoa là gì? Nếu mà anh suy nghĩ là thí dụ mà anh có một người yêu mà đào hoa, thì anh sẽ lấy những đào hoa thì người yêu của anh sẽ có rất là nhiều người thích. Nhưng mà đối với anh, cái tình cảm vẫn là quan trọng nhất. Anh sẽ lấy cái tình cảm, cái sự trung thực, cái tính đàng hoàng của mình ra để yêu người yêu của mình một cách đàng hoàng nhất. Em có vẻ em hỏi là hơn 6, có nghĩa là hơn 6 tuổi là sao em? Dạ. Có nghĩa là người bạn có tình là hơn 7, 6 tuổi. Dạ. Vậy cho em hỏi trong chính anh đây có ai hơn em 6 tuổi không ạ? Em hơn nhiều. Em xin anh chính tả. Chết cha, nhảy số không nổi luôn á. Anh bên kia kìa, bên kia kìa. Bên kia là hơn em. Bên kia hơn em tầm 2 tuổi lận. Một thập kỷ. Cái gì vậy? Quý nữa, quý nữa hả quý? Dạ em ơi. Hả? Em ơi, tất cả mọi người đây đều em hơn em 6 tuổi hết. Dạ nói. Đúng không? Đừng em sẽ bị lẫn quẩn vô cái dính bẫy vô những cái điều đó chú dụ. Em ơi, trong đây em chỉ kêu 8 anh
từ số 2 cho tới số 9 là anh thôi, còn số 1 em phải kêu chú. Chú Dũng. Tại sao tôi đã làm gì mà các em lại đối xử với con như thế? Nếu mà em muốn đọc chữ... Anh Mario ơi, đặt lại là chú Dũng anh. Bắt anh đọc cho em. Ví dụ em, ví dụ em có đọc cái từ thứ 2 đó, ví dụ là chính là anh, em sẽ đọc là chính là chú. Nhưng mà từ đó mà em có được từ quá chú em học em làm anh một chú. Làm anh một chú, em xác định rõ ràng. Ôi, người ta chỉ kêu chú gì, kêu là bác. Xuất sắc rồi. Nhưng mà khi mà trong tất cả các từ khóa này thì có một cái từ khóa nó khá là gây sốc, hay là không có tập là có giật giật. Nhưng mà là anh lại đang thương trường cái câu này cho một trong những người anh mà phải nói là người sự nghiệp là của bài từ. Để phát ơi. Anh Tiền vẫn phát. Tiền phát ơi. Anh phát. Mời anh. Nè, nè, mời anh nha, mời anh nha, từ từ. Xin mời anh, xin mời anh. Em muốn nói gì? Dạ không. Anh có hỏi nào? Mình mời tham gia chương trình hôm nay. Tết Kim cũng hỏi em rồi thì anh cũng đang thắc mắc là không có tập võ dịch mình như thế nào. Trời ơi. Anh bị nhớ kìa. Đây là phát ngủ, phát hỏi. Hỏi rồi. À ok. Rất giỏi, giỏi, thực hiện nhiệm vụ, giỏi quá. Rồi thôi, tôi đi về chút phòng. Tức là tình của em á là khi em đang tập trung điều gì đó, một tí tập học là gì mình. Rồi hoặc là nói chung là cái gì đó tác động tới em mạnh hoặc là nhẹ cũng có thể giúp mình. Chưa. Đi dây chỗ, lát. Không, buộc dây dài do dây bạc. Ô trời chết rồi, tôi sẽ té rồi. Ok. Anh có thể gục dậy cho em không? Ok. Xin lỗi. Chúc mọi người, anh đã không phải mua đồ cho mọi người nữa. Ê, nó nghe nồi vũ, nó nghe nồi vũ. Hả? Chút nữa cái phần thử thách đó tôi buộc dây dài cho ông á, ông tháo ra đi, chút nữa từ khóa tôi chạy qua tôi buộc. Cái phần thử thách của tôi là buộc dây dài cho ông. Thì tí nữa giờ ông tháo một về bên đây ra đi thì chút nữa người ta đang từ khóa tôi chạy qua tôi buộc dây dài cho ông. Tưởng từ khóa mà giữa phần trò chơi đi. Ok. Nơi nào có em sẽ là nhà, chẳng cần kiếm chi ở đâu xa, đã ở đây trước mắt anh, đây là cả thế gian vũ trụ hoàn mỹ.